mà nhiều mạnh thường quân tặng tiền quà cho chị bị phỏng, nên bà con có đoạn chia sẻ mạnh lên để cho mọi người biết giúp đỡ những người hoàn cảnh này. Hôm nay được hân hạnh gặp các mà có chị ở bên Hóc Môn chị qua. Dạ, xin mến chào quý cô bác anh chị và các bạn. Trong thời gian vừa qua chúng ta rất nhiều cái câu chuyện rất là vô cùng đau lòng. Thì hôm nay thì các anh em hiệp sĩ Bình Dương tiếp tục trò chuyện một cái cuộc trò chuyện tiếp theo của thời gian vừa qua là chị Tầm đang sinh sống tại Đồng Nai, hôm nay về đây để nhờ các anh em hiệp sĩ Bình Dương đưa tin, cũng như là hôm nay thì hiện nay thì trong cái câu chuyện của chị Tầm vừa qua thì đăng tải tất cả trang mạng xã hội thì cũng nhận được rất nhiều các ý kiến rất là ủng hộ, động viên, an ủi cho chị để chị có một cuộc sống an lành, tốt đẹp hơn. Rất nhiều người hiện nay cũng đã trò chuyện và tâm sự và động viên an ủi chị. Thì hôm nay là chị về đây để các anh em hiệp sĩ Bình Dương tiếp tục đưa tin, gặp một số các mạnh thường quân để trao cho chị một số tiền nhất định, một số để làm động viên và an ủi cho chị. Hy vọng là trong thời gian tới thì chị có một cuộc sống tươi đẹp hơn. Dạ, xin phép chị nhé. Dạ, chị có thể chị cho cô chú anh chị trên cộng đồng mạng biết được chị họ tên là gì? Em tên Phan Thị Tầm. Nói lớn lên chị. Em tên Phan Thị Tầm. Rồi, hiện nay mình đang sinh sống tại đâu chị Tầm? Ấp 1, Thạnh Phú, Vĩnh Cửu, Đồng Nai. Dạ, rồi. Từ hôm cách đây mấy bữa chị về đây nhờ các anh em đội hiệp sĩ Bình Hải Dương để đưa tin, để tìm kiếm thông tin cũng như là đưa tin để cho người chồng của chị hiểu được cái câu chuyện nội tình, cái câu chuyện rất đau lòng ha. Thì trong những ngày vừa qua đến đây, tư tưởng chị thoải mái chưa? Dạ. Có thấy nhẹ lòng hơn không? Dạ. Đỡ hơn không? Dạ, đỡ mệt hơn không? Dạ. Bây giờ thì cũng rất trưa rồi. Bây giờ là 13 giờ chiều rồi. Dạ. Thì các anh em đây cũng chưa ăn cơm, chị thì cũng chưa ăn cơm. Thì các anh em đây cố gắng giúp chị để đưa lốt thông tin này cuối cùng để anh em nghỉ ngơi ngày Chủ nhật. Dạ. Các anh em đây cũng nói chung là làm việc gần như là 24/24 liên tục. Ban ngày thì sáng thì phỏng vấn đưa tin, chiều đi tìm người thông tin. Để đi tìm những tên tội phạm, tìm thân nhân, tìm người thân mất tích, mất liên lạc, nhiều thông tin vô cùng khác nhau. Thì hôm nay các anh em này tiếp tục mời chị lên đây để cùng trò chuyện với chị nhé. Rồi, chị khỏe không? Khỏe ha. Thì mình chị nói lớn lên để cho mọi người cũng đồng mạng. Rồi, chị có điều nào chị muốn chia sẻ ở đây để các cô chú, anh chị trên cộng đồng mạng biết chị hiện nay sức khỏe chị còn tốt. Chị chào cô chú anh chị đi. Xin chào các cô chú anh chị trên cộng đồng mạng của kênh Anh Hải. Trong thời gian vừa qua rất nhiều người thương chị. Yeah. Ai cũng động viên an ủi chị. Yeah. Không may mình gặp phải một cái biến cố trong đời là vô cùng đau đớn cho một người phụ nữ. Hiện nay thì chồng chị đến giờ phút này chồng chị có liên hệ tiếp chuyện cho chị không? Dạ không, có liên hệ với em chồng. Rồi kêu nói lại với em là cho ở, khi nào chết thì ảnh về ảnh bán, ảnh cho con em vài chục triệu. Khi nào ảnh chết thì ảnh bán, ảnh cho con em vài chục triệu. Còn ý của em thì nói em ở, khi nào em chết thì chồng em ở, khi nào mà chồng em chết nữa thì bây giờ phải làm cái tờ là phải để cái tài sản lại cho hai đứa con em. Đi chúc ha. Dạ. Nhưng mà cái người kia không có chịu, cái người bồ của ảnh hình như là không chịu. Bồ của anh, bồ của ông xã chị không có đủ tư cách để mà chịu hay không chịu trong cái cuộc hôn nhân cũng như là cuộc chia tài sản của gia đình chị và chồng chị. Vì bất kể lý do gì đi chăng nữa cũng không đủ tư cách, không đủ quyền. Vì chị mới là người vợ chính thức, chị mới có quyền quyết định được hay không được. Thì nhá. Thì hôm nay thì về đây, cái thứ nhất là trò chuyện với chị, cái thứ hai là để hiểu cái cuộc sống của chị, xem là cái tinh thần sức khỏe chị ổn không. Cái điều thứ ba là cũng trao chị một số tiền của các mạnh thường quân giúp đỡ chị để cho chị an ủi bớt đi những cái nỗi khổ khó khăn chị nhé. Rồi thì hôm nay thì này tiểu chị rồi chị có điều nào chị muốn chia sẻ không? Dạ, em không biết nói gì nữa, em chỉ cần giúp cho em giữ cái nhà lại thôi, tại em cũng có nhờ một người là nói chuyện với chồng em đó. Rồi người đó, người phụ nữ ngồi kế chồng em là dạy chồng em là khi nào bà chết á, thì bán nhà ra chia cho hai đứa con em vài chục triệu vậy thôi. Dạ, ý chị á là chị muốn giữ lại cái căn nhà đó. Dạ, cho con em. Dạ.
Nhưng mà cái người kia ngồi sau lưng dạy chồng em vậy đó, nó là khi nào em chết thì bán nhà ra cho con em vài chục triệu. Là em biết người vồ của ảnh rồi chứ không có ai. Dạ. Chị có thấy không? Dạ không, nhưng mà người ta nói chuyện hỏi với chồng em á. Là người ta nói chuyện như vậy. Dạ. Chị nghe như vậy chị có buồn không? Dạ buồn. Rất buồn ha. Dạ. Thực sự là anh em mà nghe những câu chuyện là ai nghe cái câu chuyện của chị rất cảm động. Chị chia sẻ là 3 ngày chị không được ăn ổi mì, chị ao ước là có một bữa ăn sáng như là được đàng hoàng giống người khác. Vì dù gì chị cũng là một con người, một công dân, nhưng không may thì mình gặp một cái nó không may mắn đến với cuộc đời của mình. Thì thôi thì duyên phận, số phận con người ta thì phải sao chịu vậy chị ạ. Nói chung là chị thế này thì các anh em bây giờ thấy chị như này vẫn còn may mắn hơn nhiều người khác. Dù rằng chị bây giờ thì không được lành nặng, nhưng chị vẫn còn đi lại được, vẫn còn nói chuyện được, vẫn nhận thức được. Ở ngoài đời còn rất nhiều người cũng rất đau khổ, không có chân, không có tay, thậm chí không đi được, nhưng người ta vẫn phải cố gắng hết sức để người ta vượt lên chính mình. Vì vậy cho nên là chị bây giờ thì còn may mắn hơn nhiều người, dù rằng cái sức khỏe mình không được tốt. Mà theo như chị nhận định với bác sĩ, người ta nhận định ấy, người ta nhìn chị là chị cái sức khỏe chị không được ổn định, có thể cái tuổi thọ không cao. Nhưng mình hãy lạc quan trong cuộc sống để hy vọng có một cái tương lai, một cái cuộc sống một tốt đẹp hơn. Chị nhé. Đừng có bi quan quá, hãy cố gắng suy nghĩ cho tích cực lên chị nhé. Rồi thì hôm nay thì anh Hải là người đại diện ở đây, anh em đội hiệp sĩ Bình Dương, để trao chị một phần quà của một số các mạnh thường quân đã hỗ trợ giúp chị, dù rằng không lớn nhưng đó là những tấm lòng của các mạnh thường quân đã tin tưởng các anh em trong đội, cũng như là thương mến chị, dành cái tình cảm nhất định cho chị nhé. Rồi mời anh Hải. Nói chung là có một người ở bên Mỹ trao cho chị là 200 đô la. Có một người ở bên Mỹ là trao, cái người đó kêu hỏi tên không cho tên, là trao 200 đô la ha. Đó, và còn có một người nữ chuyển cho tôi ngày hôm qua là 1 triệu đồng. Tên là để tôi đọc sao là bây giờ tôi cũng quên tên, là chuyển 1 triệu đồng. Hôm qua có người chuyển 1 triệu đồng. Hôm qua hay kia gì á, anh giúp tôi đọc lên. Dạ. Rồi vậy nên là tên Nga tên gì mình cũng biết. Dạ, vậy là cũng nói chung lần này cũng tốt rồi. Dù rằng tiền không lớn, nhưng đây là tất cả những tấm lòng hảo tâm của các mạnh thường quân giúp đỡ chị một phần nào đó. Hiện nay chị hoàn cảnh em là bây giờ là lớn. Hiện nay chị đang rất khó khăn. Mày chị vô. Hiện nay chị đang rất khó khăn. Hay vì vậy cho nên thôi thì em cũng xin phép thay mặt đội hiệp sĩ Thành Bình Dương, em xin gửi lời chào và lời chúc sức khỏe đến các mạnh thường quân. Hy vọng là các cô chú và anh chị nếu như nay mai còn xem những video của đội hiệp sĩ Thành Bình Dương đưa tin như thế này và thấy những hoàn cảnh nào khó khăn thực sự, thì hy vọng các cô chú anh chị hãy bớt chút một ly cà phê để hỗ trợ giúp cho những hoàn cảnh khó khăn này, để cho mọi người vượt lên, bớt đi nhẹ lòng, để tươi đẹp hơn, đỡ buồn phiền hơn. Như chị thì chị chia sẻ này thì thực sự là anh em ở đây ai nghe cũng rất nghẹn lòng chị nhé. Thì hôm nay một mạnh thường quân tiếp theo ở trên thành phố Hồ Chí Minh để về đây cùng trò chuyện giao lưu trực tiếp với chị, để xem cái câu chuyện như nào. Kính mời cô chú chú anh chị bạn nào theo dõi hết video này nhé. Rồi xin phép xin chào chị. Nói chung tôi cảm ơn cái người mà đưa cho 1 triệu với người cái chú ở bên Mỹ gửi 200 đô. Cảm ơn rất nhiều, cảm ơn tôi thay mặt cảm ơn cái chị nè ở bên Mỹ, chị Việt Nam với 1 triệu với hai người bên Mỹ. Mời chị gái chị ngồi đây kế nói chuyện cùng trò chuyện với lại cô chú anh chị nha. Rồi em xin phép xin chào chị. Chị có thể chị giới thiệu chị tên gì nhỉ? Em tên Phương ở Hóc Môn. Chị Phương Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh nha. Rồi chị cho cô chú anh chị trên cùng một mạng chị biết được tại sao mà hôm nay chị biết được thông tin mà chị về đây. Chị cũng tình cờ lên trên chú cấp pháp có cái chú tên của anh Hải, thì thấy cái hoàn cảnh của chị này, thì chị này cũng bằng tuổi em và hoàn cảnh thì cũng giống em ngày xưa, nhưng mà em thì em sống tích cực hơn chị cho nên là không phải em đỡ hơn chị nhiều. Chị thì không may vô cái hoàn cảnh này, thì em cũng làm công dân thôi chứ không có phải là làm gì nhiều, em có chút đỉnh để chia sẻ với chị, mong chị sống cuộc đời còn lại sống tích cực hơn. Vậy là đây là mình cùng một cảnh ngộ. Những năm tháng trước đây chị cũng gặp rất nhiều biến cố trong cuộc đời, gặp rất nhiều khó khăn, nhưng bây giờ là chị ấy cố gắng hết sức để chị đã vượt lên chính bản thân mình, và chị có một cái tương lai, một cái cuộc sống tươi đẹp hơn, dù rằng
mình không phải là giàu có, nhưng có thể là mình có nhiều cái cảm xúc đồng cảm với chị Tầm bên này ha. Vì vậy hôm nay chị từ thành phố Hồ Chí Minh về đây để trao gửi cho chị Tầm một số tiền nhất định để hỗ trợ cho chị bớt đi khó khăn một phần nào trong cuộc sống, đúng không ạ? Thì thôi em cũng xin phép được thay mặt tất cả các anh chị ở đây, đội hiệp sĩ quân thành Dương đây, xin chân thành cảm ơn tất cả những tấm lòng cao cả, cao quý của tất cả các mạnh thường quân đã luôn luôn quan tâm và hỗ trợ cho những trường hợp khó khăn giống như thế này. Em luôn cầu chúc cho chị cũng như toàn thể gia đình chị luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc hơn nhiều nữa. Hy vọng là chị có một cái cuộc sống tốt đẹp, chị có những cái công việc thuận lợi để chị có nhiều tiền của làm ăn phát tài phát đạt, chị giúp nhiều hoàn cảnh khó khăn hơn nữa chị nhé. Rồi chị còn điều nào muốn chia sẻ đây không? Mời chị cứ tâm sự thoải mái đi. Thoải mái không gì đâu. Ở đây là coi như là vui nhà không. Tâm sự đi, thoải mái đi, không sao đâu. Mong chị là hãy sống tích cực hơn nữa để cái cuộc đời còn lại mình sống cho nó vui vẻ, mình hãy quên cái người chồng đi, tại vì người chồng không có xứng đáng với mình. Mà giờ mình sống vì con vì cháu thì mình phải cố gắng mình sống vui những ngày còn lại. Đừng có buồn nữa. Chị em cứ trò chuyện đi. Rồi chị Tầm bên này chị có điều nào muốn cảm ơn tất cả các mạnh thường quân cũng như tất cả các nhà hảo tâm đã hỗ trợ chị, mời chị. Cảm ơn các mạnh thường quân đã giúp đỡ cho mẹ con em trong cái hoàn cảnh khó khăn lúc này. Em xin đội ơn mạnh thường quân, xin cảm ơn ở chị của anh Thanh Hải đã giúp em ngày hôm nay. Thì hiện nay thì em biết chắc chắn là chị trong cuộc sống, trong tương lai và trong thời gian sắp tới, chị còn gặp rất nhiều cái vô vàn khó khăn trước mắt. Vì các anh em đã chia sẻ cái câu chuyện của chị rồi. Hy vọng trong thời gian sắp tới còn dài hạn nữa, hy vọng các cô chú, các anh chị ở tất cả các tỉnh thành, tất cả các vùng miền ở trong và ngoài nước biết đến video đội hiệp sĩ Quân Thành Bình Dương đưa tin này. Nếu ai đó có lòng tấm lòng hảo tâm thì hãy cố gắng bớt chút một cái gì đó hỗ trợ giúp chị một phần nào nhỏ bé, để trong ít những ngày sắp tới chị tiếp tục ra miền Trung, ra Đà Nẵng để chị phẫu thuật lại một lần nữa. Bởi vì hiện nay thì chị còn chắc chắn còn phải phẫu thuật nhiều lần, nhưng mà chi phí thì không có. Bản thân thì bây giờ gia đình thì nghèo, chồng thì bỏ bê, các con thì có gia đình riêng. Hiện nay thì cuộc sống là vô vàn khó khăn. Từ sáng là chị đã ăn sáng chưa? Dạ em ăn rồi. Hôm nay có được ăn bánh mì không? Dạ có. Hôm bữa chị chia sẻ với anh em đội hiệp sĩ Quân Thành Bình Dương là 3 ngày chị mong muốn nhất trong cuộc đời được ăn ổ bánh mì, đúng không ạ? Mà các anh em nghe một cái câu chuyện của chị thực sự rất thương chị. Thời buổi bây giờ, thời đại 4.0 rồi, thế kỷ thứ bao nhiêu rồi, mà một người phụ nữ sống tại đất thành phố mà hiện nay còn đang đói khát, mà khổ sở, nghèo nàn, lạc hậu như vậy thì thực sự rất đau lòng, rất thương tâm. Hy vọng là trong thời gian tới chị có một cái cuộc sống, một cái sức khỏe tốt hơn. Cố gắng lạc quan chị nhé. Rồi anh Hải còn điều nào muốn chia sẻ không? Nói chung là tại vì hôm nay thấy anh em mời mang hai con gà để mời chị và chị này ở lại ăn gà dùng bữa cơm thay mặt với đội ha. Nhưng mà bây giờ nói chung là cuộc sống bây giờ thì thấy chị Tầm này chị rất là khổ. Nói chung là chồng bỏ bê, theo nghe chị nói là theo vợ nhỏ, nên bây giờ cuộc sống của chị thì rất là khổ. Chị muốn ăn sáng mà cũng không ăn được, nên bây giờ đội sinh hải là ai hoàn cảnh nào cũng phải giúp đỡ, đến đây cũng giúp đỡ. Nên mọi người mà có lòng tốt gì thì cứ liên lạc đội sĩ Quân Hải 0913785858. Ở đây là ai mà cho tiền gì thì tôi quay trực tiếp lên giao cho mọi người biết, nói cho mọi người biết. Có nhiều người họ giấu tên, họ không nói, nên mình không có nói ra được, nên mọi người cũng thông cảm ha. Thì ở đây là người thật việc thật, không có mà lợi dụng lòng tin hết đó. Cứ đến thì mà gặp như chị này đến, kêu chị điện, chị nói anh Hải gửi tiền cho anh Hải gửi cho chị đó, tôi nói không muốn lại đây, chủ nhật chị lại đó. Đó mình làm ra người ở xa quá thì gửi không được thì ta chuyển phản. Thì nói mọi người biết, ở đây là không có xin xỏ hết đó. Ở đây là ai thương thì cứ chuyển, ai thương thì cứ chuyển chứ không có gì hết. Mọi người nên giúp đỡ chị này. Nói chung ra là vừa qua thì tôi nói là kiếm người để nuôi chị này, nhưng mà có nhiều thanh niên, nói chung là thanh niên sao phụ nữ sao mình nuôi được, phải không? Nên tôi không có chấp nhận gì được, không? Nên mọi người có gì thì điện thoại liên lạc trực tiếp đoàn Dương Hải 0913785858 ha.
bà con chia sẻ. Chị Tâm, chị có thể chia sẻ cái cảm xúc của chị nhận được những số tiền có khắc mạnh thường quân, những tấm lòng hảo tâm giúp chị trong thời gian khó khăn nhất cuộc đời. Dạ, mời chị. Cảm ơn mạnh thường quân đã giúp đỡ cho mẹ con em trong lúc hoạn nạn này. Em xin chân thành cảm ơn mạnh thường quân với đội hiệp sĩ của anh Thanh Hải. Yeah. Em xin cảm ơn rất nhiều. Trong thời gian sắp tới chắc chắn là chị còn gặp rất nhiều các khó khăn. Yeah. Hiện nay sức khỏe chị rất yếu. Yeah. Mà số tiền để phẫu thuật thì hiện nay chị chưa có. Dù yeah. rằng có nhiều nơi trung tâm phẫu thuật tới đây miễn phí cho chị, nhưng vấn đề kinh phí để đi lại, ăn uống sinh hoạt thì không ai hỗ trợ được để chị điều đó. Yeah. Hy vọng cái video này đăng tải lên thì các cô chú anh chị trên tất cả trang mạng xã hội, nếu phát hiện được cái video đội hiệp sĩ Thanh Hải Bình Dương đưa tin này, yeah. thì cố gắng bớt chút một ly cà phê giúp chị khó khăn đi. Về cuộc sống của người ta vô thường, tiền chỉ là phù du, tiền chỉ là cát bụi thôi. Yeah. Mình bớt đi à, cho đi là còn mãi. Chị nhá. Dạ, cảm ơn. Rồi chị còn điều nào muốn chia sẻ không? Bởi vì hiện nay cũng rất trưa rồi, anh em cũng không muốn trò chuyện với chị quá lâu để cho chị nghỉ ngơi. Chị từ đây về Biên Hòa quãng đường còn rất xa. Dạ. Dạ, em xin cảm ơn anh với dạ. anh sĩ Thanh Hải, cảm ơn mạnh thường quân. Thôi cũng video cũng tương đối dài rồi, cho phép công trần xin thay mặt đội hiệp sĩ Thanh Hải Bình Dương xin gửi lời chào, lời chúc thân thương đến tất cả các cô chú anh chị, các mạnh thường quân ở trong và ngoài nước đã luôn luôn quan tâm đồng hành ủng hộ cho đội hiệp sĩ Thanh Hải Bình Dương. Xin chân thành cảm ơn tất cả cô chú anh chị rất nhiều. Chúc anh chị và các cô chú luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc. Hy vọng trong những ngày 5 tháng tới thì cô chú, anh chị và các bạn tiếp tục theo dõi, đồng hành, ủng hộ cho đội hiệp sĩ Thanh Hải Bình Dương đưa tin, tìm kiếm người thân, tìm kiếm thân nhân, vợ và chồng và tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ cho tất cả các trường hợp không may gặp biến cố trong cuộc đời. Xin thân đáng chào, hẹn gặp lại tất cả cô chú, anh chị và các bạn. Đây.